chúng ta sẽ được chứng kiến những cuộc đối đầu cực kỳ kịch tính và hấp dẫn ở trước mắt. Và như vậy một cuộc trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu đầu tiên, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng trong bộ trang phục màu cam sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Gần 13 năm huấn luyện ở Đà Nẵng, có lẽ chưa bao giờ thì huấn luyện viên Lê Vinh Đức gặp sức ép và gặp vấn đề nhiều như bây giờ. Sau 5 trận thắng và 5 trận thua thì một đã một trận hòa. Và so với Pedro Paulo thì vai trò của Kaike và tầm ảnh hưởng của cầu thủ áo số 7 là lớn hơn rất nhiều. Rất hay, Hà Đức Chinh thôi. Dứt điểm. Tỷ số được mở dành cho S.V. Đà Nẵng. Đó là Hà Đức Chinh, bàn thắng thứ hai của Đức Chinh ở mùa giải năm nay. Người kiến tạo cho anh đó là Claudio. Một sự khởi đầu tuyệt vời dành cho S.V. Đà Nẵng trong bối cảnh họ đang có phong độ không tốt và ngày hôm nay đối thủ của họ là đương kim vô địch Viettel. Ở đầu trận đấu chúng tôi cũng đặt ra câu hỏi về phong độ của Hà Đức Chinh và bây giờ tiền đạo số 9 này đã tỏa sáng. Một pha thoát xuống rất nhanh. Một pha dứt điểm cũng cực kỳ quyết đoán của Hà Đức Chinh. Hàng phòng ngự của Viettel đã bị đánh bại. Bộ đôi Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng đã chơi thiếu cảnh giác trong tình huống vừa rồi. Một pha ghi điểm của Hà Đức Chinh trong bối cảnh mà đội tuyển Việt Nam chuẩn bị tập trung. Và những mẫu tiền đạo như Đức Chinh hay Tiến Linh vẫn đang được huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được rất nhiều sự quan tâm và theo dõi rất sát. Một pha đánh đầu ngược, không có lỗi việt vị của Hà Đức Chinh. Một pha dứt điểm rất tốt của Đức Chinh đã đánh bại được Nguyên Mạnh. Trong tình huống vừa rồi, Trương Văn Thiết đã bó vào hơi chậm. Chúng ta một lần nữa xem lại pha di chuyển của Đức Chinh rất khôn ngoan. Anh đứng trên Trương Văn Thiết và rõ ràng là Đức Chinh đã không ở vào tư thế việt vị. Công nghệ libero đã chỉ ra Đức Chinh đã chọn vị trí cực kỳ tốt. Và lựa chọn dứt điểm của tiền đạo mao số 9 cũng hoàn toàn khôn ngoan. Lại là một đường truyền rất hay của Claudio dành cho Hà Đức Chinh. Thanh Hải dứt điểm. Chúng ta có thể thấy ngày hôm nay vai trò của Claudio là tốt như thế nào. Tiền đạo mang áo số 89 thường chuyên có những đường truyền một chạm. Và điều đó đã khiến cho các cầu thủ Viettel bị bất ngờ. Hà Đức Chinh đã thoát xuống và sau đó anh tạo điều kiện để cho Thanh Hải tung ra một pha dứt điểm. Đáng tiếc là cú sút của Thanh Hải đã đi vừa nhẹ lại vừa không chính xác. Cầu thủ áo số 7 không có nhiều bóng. Rất nguy hiểm. Cái kê. Tỷ số là 1-0. Một pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Cái kê rất nhanh đã dứt điểm trong khu vực 16m50. Một pha bóng mất tập trung của các cầu thủ SHB Đà Nẵng và họ đã phải trả giá. Thi đấu không có gì là nổi bật suốt cả hiệp thi đấu đầu tiên. Nhưng bất ngờ Viettel đã có được bàn thắng san bằng tỷ số ở đúng vào phút cuối cùng của hiệp 1. Một khuôn mặt cực kỳ thất vọng của huấn luyện viên Lê Vinh Đức. Bàn thắng thứ 3 của Kaike cho Viettel mùa giải năm nay. Và thêm một lần nữa chúng ta thấy được sự nhạy bén và khả năng săn bàn tuyệt vời của Kaike như thế nào. Không quá để lại nhiều ấn tượng, nhưng mà Kaike với một pha ra chân rất nhanh đã khiến cho hàng phòng ngự của đội chủ nhà bị đánh bại. Rất nguy hiểm. Pha chơi bóng không tốt của Claudio hơi chậm và Kaike ngay lập tức đã dứt điểm về phía góc xa. Gian Claudio, Trần Đình Hoàng và cả Nguyễn Thanh Bình đều đã đứng chôn chân trong pha bóng vừa rồi. Dứt điểm. Ngay lập tức đó là câu trả lời của Claudio. Rất đáng tiếc là anh cậu đã không thể lập công chuộc tội trong tình huống vừa rồi. Đội bóng chơi hay hơn trong hiệp thi đấu đầu tiên đã phải đón nhận những kết quả không công bằng một chút nào. Như vậy là vào lúc này đội bóng núi Hồng đã ngược dòng thành công để dẫn trước Nam Định với tỷ số 2-1. Lữ Quang Vinh, Claudio, lỗi của Rafaelson. Thêm một lần nữa trọng tài Hoàng Thanh Bình đã thổi phạt các cầu thủ chủ nhà. Một tình huống tranh chấp 50-50. Chúng ta cùng xem lại cứu này. Claudio rất cố gắng chuyền bóng ra và Rafaelson cũng vậy. Không hiểu sao trong tình huống này trọng tài Hoàng Thanh Bình lại thổi phạt. Đây là Á hậu Huyền My cùng người em trai của mình. 1-0 cũng là tỷ số nghiêng về phía TP Bình Định trong cuộc tiếp đón Than Quảng Ninh. Còn lại các trận đấu khác đều đang có tỷ số hòa. Rất nguy hiểm. Và dứt điểm vừa rồi là của De Matos. Đó là dấu ấn đầu tiên của Hoàng Đức sau khi cầu thủ này vào sân để thay thế cho Việt Phong. Vừa rồi Hoàng Đức đã tung ra một đường chuyền rất tốt, một đường chuyền cắt mặt loại bỏ hoàn toàn. Tại sao không phải là một tình huống dứt điểm bằng chân phải? De Matos đã dứt điểm bằng chân trái và bóng đã đi quá thiếu chính xác. De Matos dứt điểm từ xa. Một đường chuyền tốt của Hoàng Đức dành cho De Matos. Cú sút đi chìm và sệt. De Matos. Bóng vẫn còn trong sân. Trọng Đại có thể dứt điểm. Rất nguy hiểm. Đó là pha xử lý rất tốt của Trọng Đại. Một tình huống quạt bóng, một động tác giả đã khiến cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng bị đánh lừa. Và sau đó là cú sút bằng chân phải rất căng của Trọng Đại. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang theo dõi lại một tình huống nào đó. Có lẽ đây là pha xử lý của Trọng Đại. Động tác giả đã loại bỏ Lữ Quang Vinh. Và một pha sút về phía góc xa của Trọng Đại với lực đi rất tốt. Đáng tiếc là bóng đã không đi vào khung thành của thủ môn Nguyễn Thanh Bình. Đó là tình huống dứt điểm thứ 8 của Viettel. Hoàng Minh Tâm. Đường chuyền rất chính xác của Hoàng Minh Tâm. Claudio. Trọng tài xác định không có lỗi của Quế Ngọc Hải. Claudio đã ngã trong cuộc 16m50 sau tình huống tranh chấp với Quế Ngọc Hải. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Còn bây giờ trong phút cuối của hiệp 2. Rất nguy hiểm. Đã có bàn thắng thứ hai dành cho Viettel. Quá bất ngờ. Một pha đốt lưới nhà của Hoàng Minh Tâm. Rất đáng tiếc. Và đá phạt góc của Hoàng Đức. Và bây giờ Viettel đã dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1. Minh Tâm lùi về tham gia phòng ngự. Anh có một pha phá bóng. Ban huấn luyện của đội chủ nhà đang chết lặng với bàn thua vừa rồi. Đó là một pha bóng thiếu may mắn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Bóng đã đập vào ống đồng của Hoàng Minh Tâm ở một góc rất hẹp. Thanh Thịnh và thủ thành Nguyễn Thanh Bình đã không thể làm gì hơn. Chiến thắng quá bất ngờ dành cho Viettel. Công bằng mà nói, SHB Đà Nẵng không xứng đáng phải nhận trận thua trong trận đấu này. Họ chơi hay hơn trong hiệp 1. Viettel chẳng thể tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1 cũng như trong hiệp 2. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn có được những bàn thắng. Tới từ pha dứt điểm của Kaike và vừa rồi thì Hoàng Minh Tâm đã có một tình huống đá phản lưới nhà ở phút bù giờ cuối cùng. Một quá ít thời gian để cho SHB Đà Nẵng có thể tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Một kết quả rất thất vọng và cũng không công bằng đối với SHB Đà Nẵng. Dẫu sao thì bây giờ lợi thế đang thuộc về Viettel. Họ đang dẫn trước đối thủ của mình với tỷ số 2-1 khi mà trận đấu đã hết 3 phút bù giờ. Và trong bối cảnh mà Hoàng Anh Gia Lai vẫn đang bị BKM Bình Dương cầm hòa với tỷ số 2-2. Như vậy là trận đấu đã khép lại. Trọng tài Hoàng Thanh Bình đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút trên sân Hòa Xuân. Viettel bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 với các pha lập công của Kaike và tình huống đá phản lưới nhà của Hoàng Minh Tâm ở những phút bù giờ cuối cùng.